Đầu tiên này, môn đây 10 này. Bài đọc số 1. Bài đọc số 1 nói về cái gì các bạn? Bài số 1 nói về cái gì? Nói về cái ấn tượng mà Đúng rồi, nói về cái ấn tượng đúng khi tiếp không? xúc đầu tiên. Ấn tượng khi chúng ta tiếp xúc với người khác đúng nhỉ? Lần đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhá. Câu hỏi này, câu hỏi của người ta như thế này. Đó là Kisawa Taro Koka o dono yoni setsumeshiteru ka? Tác giả trình bày giải thích như thế nào về cái gọi là Haruo Koka này. Đấy. Cái có bạn nào biết cái từ Haruo Koka này có nghĩa là gì không? Quay biết luôn, chưa tra. Cái chữ halo này trong tiếng Anh nó như này nhá. Nó có nghĩa là gì đây? Nó có nghĩa là hào quang, đúng nhỉ? Thì cái từ halo này có thể dịch là hào quang hoặc là vầng sáng. Người ta có một cái cách gọi khác đồng nghĩa với nó này, người ta dùng chữ hậu của quang này. Đấy. Nghĩa là hào quang. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem là cái đoạn đầu tiên người ta giải thích thế nào là hào quang nhé nhá. Đây. Chúng ta cùng xem này. Ở trong tâm lý của con người ấy thì nó có cái khuynh hướng. Đấy, có cái khuynh hướng như thế nào? Có một cái khuynh hướng được gọi là cái hiệu quả hào quang, cái hiệu ứng hào quang. Đấy. Cụ thể hiệu ứng đấy là hiệu ứng làm sao? Đó là tai số nhị uketa in số yomete iku. Đó là nó sẽ làm gì nhở? Làm sâu sắc đúng không? Làm mạnh hơn cái ấn tượng mà chúng ta nhận được lúc ban đầu nhỉ. Vậy thì cái tự cụm giải thích này rất là quan trọng, nó phải liên quan đến cái ấn tượng ban đầu đấy. Giả sử nếu các bạn ít thời gian, các bạn xem các bạn thấy ngay là cái nào mà không có ấn tượng ban đầu, các bạn sẽ loại ngay đúng không? Thật ra thì cái nào nó cũng có một tí ấn tượng ban đầu đúng không? Ví dụ tai sono inshou này, shotaimen no tokini có rồi, nói chung nó chưa chưa loại được đâu nếu chỉ dựa vào mỗi cái gọi là sai số nhĩ này. Tiếp nhá, các bạn thử xem cái ví dụ này, người ta đưa ra cái ví dụ để cụ thể hơn cho cái nói là làm sâu sắc cái ấn tượng ban đầu đó là gì. Chẳng hạn như cái ấn tượng khi các bạn tiếp nhận một cái ấn tượng về sự sạch sẽ đúng không, khi các bạn gặp một ai đó ấy, đấy thì dù gì nhỉ, dù phòng của người đó thực sự bẩn đi chăng nữa đấy, thì các bạn cũng sẽ làm sao đấy, các bạn thấy là người ta nói là khi mà chúng ta có được cái ấn tượng về sạch sẽ đúng không, thì chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta sẽ mang một cái ấn tượng tốt về người đó đúng nhỉ. Cô chia đây là bản thân mình nhá, bản thân mình sẽ liên tiếp tích lũy những cái ấn tượng, những cái hình ảnh tốt về người đó một cách mang tính chất hơi kiểu như là hơi tự ý ấy, hơi tùy tiện, hơi tự ý. Đó là gì? Đó là phòng của họ đúng nhỉ, chắc chắn là lúc nào cũng được dọn dẹp một cách rất là ngăn nắp sạch sẽ đấy, và có lẽ là cái mối quan hệ với mọi người của họ rất là dễ chịu, rất là tốt đẹp đấy. Tức là khi mà lần đầu tiên gặp một người họ tạo ra cái ấn tượng sạch sẽ thì chúng ta sẽ đoán, chúng ta sẽ mang cái ấn tượng đó về sau đấy, dù thực sự là cái phòng người ta nó không được sạch cái chăng nữa. Các bạn lưu ý nhé, là cái điều này này là cái điều mà chúng ta không biết đấy, chứ còn nếu mà các bạn đã nhìn thấy cái phòng người ta bẩn rồi mà lại vẫn đưa ra cái đánh giá như vậy thì nó không hợp lý lắm đấy. Cái này là cái mà chúng ta không biết, hoặc là cái này là cái mà chúng ta được nghe từ người khác thì có thể chấp nhận được. Rồi tiếp theo, người ta có một cái câu gọi là hantai ni, đó là ngược lại. Ngược lại, nếu như chúng ta tiếp nhận một cái ấn tượng mang tính chất gọi là darashinai, darashinai nghĩa là gì các bạn? Từ quan trọng N2 này. Bừa bãi độ thuộc. Luộm thuộm bừa bãi đúng không? Nếu chúng ta tiếp nhận một cái ấn tượng gọi là họ là người luộm thuộm bừa bãi thì cho dù họ có giữ phòng của họ sạch bong sáng bóng pika pika đúng nhỉ, thì chúng ta cũng sẽ liên tiếp có những cái ấn tượng tích lũy chồng chất những cái ấn tượng không tốt. Chúng ta cho rằng là trong nhà họ có lẽ là cũng bẩn thôi đấy.
Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái nào là nội dung phù hợp nhá. Câu số 1 này. Atarashii imeji o tsugitsugi ni kasane rukoto de taisho no insho wa hidai ni henka shite iku. Đó là bằng việc chúng ta tích lũy, chúng ta chồng chất rất là nhiều những cái ấn tượng mới mà cái ấn tượng ban đầu dần dần thay đổi. Cái này sai ở đâu mọi người? Cái này sai ở đâu? Cái ấn tượng ban đầu có thay đổi không? Không đúng Không không? thay đổi. Đúng rồi, ấn tượng ban đầu không thay đổi. Đấy. Với lại cũng không phải là tích lũy dần dần những cái hình ảnh mới, những cái ấn tượng mới đúng không? Sai này. Câu 2 nhá. Chô tai men no toki ni uketa inshou wa sono ato ni motsu imeji ni eikyou ataete iku. Cái ấn tượng mà chúng ta tiếp nhận lúc gặp lần đầu tiên ấy thì nó sẽ tạo ra cái ảnh hưởng cho hình ảnh mà mang sau đó, đúng không? Đúng. Đúng đúng không? Đúng rồi. Đúng của chúng ta là hai, là thể hiện đúng theo cái biểu hiện của cái phần ta tôi bà phần ví dụ, tóm tắt lại sẽ là như vậy đúng nhở? Đấy, ấn tượng ban đầu sẽ ảnh hưởng đến cái phần còn lại nhá. Hoặc là nó chính là nó sẽ làm gì đây nhở? Nó sẽ làm mạnh cái ấn tượng mà chúng ta tiếp nhận ban đầu ấy. Câu 3 là nếu xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với bất kỳ ai thì chúng ta có thể tạo ra một hình ảnh tốt đẹp với ngay cả người gặp lần đầu tiên. Câu này sai ở điểm nào? Không nói đến, không liên quan. Có Nếu phải là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp không nhỉ? Không phải đúng không? Với lại có phải là luôn luôn là tạo ra cái hình ảnh tốt không? Không đúng không? Vẫn có hình ảnh xấu nếu như ban đầu là cái ấn tượng xấu nhá. Câu 4 này. Sai số nhì, warui insho ataete shimatte mo sono ato no tsukiai de imeji wa kaerareru. Cho dù chúng ta tạo ra cái hình ảnh xấu lúc ban đầu, thế nhưng mà có thể thay đổi hình ảnh bằng cái sự kết nối tiếp xúc sau đó. Câu này sai ở đâu? không nói cái việc là sẽ có thể thay đổi. Đúng rồi, không nói là có thể thay đổi đúng không? Người ta vẫn nhấn mạnh cái gọi là gì nhỉ? Khi mà một khi ấn tượng ban đầu đã không tốt ấy, đã là xấu ấy, đấy thì về sau làm sao đấy cũng xấu theo. Như vậy đúng nhất phải là số 2 nó mới mang tính chất duy trì như thế, đúng nhỉ? Tiếp theo nhá, môn đai 2 này. Môn đai 2 là một môn đai chứa phần gạch chân. Thì cái môn đai này chúng ta hoàn toàn có thể làm nhanh được. Các bạn xem cái câu hỏi người ta. Câu hỏi người ta là Shokurin Shinwa to wa dono yona mono ka. Shokurin là gì mọi người? Shokurin là gì? Trồng rừng, đúng rồi. Ueru là trồng này, Hayashi là rừng này. Trồng rừng Shinwa là gì? Thần thoại à? Thần thoại, đúng rồi. Thần thoại. Bình thường thì cái từ thần thoại nó diễn tả những cái câu chuyện mang tính chất là như là truyền thuyết cổ tích về những cái anh hùng, những cái vị mà có cái gì nhỉ, có cái phép thuật hay là có cái sự cực kỳ lớn ngày xưa ấy, thì dùng cái từ Shinwa nhá. Nhưng mà trong trường này chúng ta có thể hiểu cái Shinwa kiểu như là một cái câu chuyện người ta thần thánh hóa đấy. Cái này có thể dịch là câu chuyện thần thánh hóa, đúng nhỉ? Câu chuyện thần thánh hóa việc trồng rừng ấy đấy, hoặc các bạn để nguyên là thần thoại về trồng rừng nó là thứ như thế nào, thì các bạn thấy là cái phần gạch chân đấy nó đây, đúng chưa? Vậy thì chúng ta thấy rằng đằng trước nó có phần gì đấy, nó có phần bổ nghĩa đúng chưa? Vậy chính là định nghĩa của nó này. Cái câu chuyện thần thánh về việc trồng rừng ấy là cái mà chúng ta làm sao, là cái mà chúng ta đây, cả cái đằng trước này cũng vẫn là cái bổ nghĩa cho cái từ Shri Shinwa nhá, là chúng ta quá chú trọng cái vai trò của rừng mà chúng ta quên mất cái vòng tuần hoàn của tự nhiên. Vậy bây giờ các bạn sẽ xem cái ý nào là như thế nhá. Nếu mà theo ý như vậy thì chúng ta loại trừ được mấy dựa vào cái gọi là Tideno Shunkan wa Wasureta nhá. Nào, lại được mấy dựa vào cái gọi là quên cái vòng tuần hoàn của tự nhiên các bạn? Một và bốn. Chưa, làm gì cái nào xuất hiện từ tuần hoàn chúng ta mới loại trừ được chứ. Loại trừ được mấy? Hai. Loại trừ được Hai. hai, đúng rồi. Tại sao loại trừ được hai? Hai nó bảo là gì đây? Cô điều là gì? Cân nhắc đúng không, xem xét suy nghĩ đúng nhỉ? Suy tính tới vòng tuần hoàn của nước trong trong tự nhiên. Đây là gì? Chúng ta quên đúng nhỉ? Chúng ta quên mất cái điều đó chứ không phải chúng ta cân nhắc, chúng ta xem xét nhá, nên là hai sai.
Và tiếp theo nhá, quá chú trọng vai trò của gì nhờ, quá chú trọng vai trò của rừng. Đây, cái nào là giống cái đấy nhất các bạn, cái nào giống cái ý này nhất? Trong 1, 3 với 4 cái nào giống này nhất? Ba. Đúng rồi, ba, cái vế một đang giống nhất đúng không? Đây, cái vế đầu tiên này, chữ mốc cự là tập trung vào, chú ý vào, nó giống juicy nhá. Đấy, vậy là khả năng cao ấy là ba, là có thể là sẽ là đáp án đúng đấy. Có thể là các bạn sẽ cân nhắc cái vế đằng sau thôi. Rồi tiếp này, thử xem này. À, cái câu 1 nó sai ở đâu mọi người biết không? Thực ra nếu nếu mà đọc mỗi cái định nghĩa này không thì chưa chắc đã chọn được ngay đâu. Tất nhiên là vẫn phải đọc thêm thì mới chọn được một cách chuẩn chỉnh nhất. Câu gì nhỉ? Chúng ta cùng xem này. Người ta bảo nhá. Kyo ueru koto wa ii koto da. Cái việc trồng cây là một việc tốt. Wareware wa muzoken ni so kange ga chi da. Và chúng ta ấy thì có khuynh hướng nghĩ như thế trong vô thức đấy, một cách vô điều kiện, tức là chúng ta luôn luôn nghĩ là trồng cây là tốt đấy. Demo, thế nhưng kanso chi tai ni kyo uedeba skoshi shika mizu ga sui torareru. Thế nhưng nếu như chúng ta trồng cây ở những cái khu vực khô hạn đấy thì cái lượng nước chỉ có một chút ít sẽ bị hút đấy, sẽ bị cây nó hút mất nha. Và sao khi mà tình hình xấu đi ấy thì cái mực nước nó bị cái mực nước ngầm nó bị cạn kiệt và lưu lượng của sông cũng giảm. Lưu lượng có nghĩa là lượng dòng chảy ấy, lượng nước chảy ở trong sông thì cũng giảm đi đấy. Có nghĩa là không phải cứ trồng cây là tốt đâu, nếu mà trồng ở những khu vực mà khô hạn quá thì đôi khi là sẽ tác dụng. Yoku kangaete mi deba atarimae no koto daro. Có lẽ là một chuyện đương nhiên nếu như chúng ta thử suy nghĩ. Đây, thử suy nghĩ tức là nếu mà suy nghĩ cân nhắc kỹ hơn ấy, đấy thì chúng ta biết được cái điều phía trước. Thế nhưng mà nghe nói là cái câu chuyện thần thánh hóa việc trồng rừng, khi mà chúng ta quá chú trọng vào vai trò của rừng mà quên mất đi cái vòng tuần hoàn tự nhiên, nó đang lan rộng ra khắp thế giới. Đấy, bây giờ các bạn xem các ý còn lại như nào. Câu 1 này, câu 1 nó bảo là Kanso chi tai no chi kyu chi ga su o fuyasu ni wa kankyo ni tekishita kyo ueru yo ga aru to kangaeru koto. Nó bảo là cái việc suy nghĩ là cần phải trồng những cái cây phù hợp với môi trường, với hoàn cảnh để làm tăng cái lượng nước ngầm ở khu vực khô cằn. Cái câu này sai ở đâu các bạn? Câu này sai ở điểm nào? Đó là việc trồng các loại cây, nghĩ việc việc cần thiết là việc trồng các loại cây. Trồng cây thích hợp môi trường đúng không? Không nói đúng không? Với lại cái gì nhỉ? Có phải mục đích là làm tăng cái lượng nước ngầm không? Không. Không đúng không? Cái nước ngầm ở đây người ta nói đến ấy là hệ quả xảy ra khi nào? Khi tình trạng gì nhỉ? Trồng cây vào khu vực khô hạn và nước bị hút hết. Đấy. Không phải là mục đích nhá, nên là chúng ta sẽ loại trừ một nhá. Hai thì với một chắc chắn là sai này. Người ta quên mất đi cái vòng tuần hoàn của tự nhiên chứ không phải là người ta cân nhắc, người ta xem xét, người ta suy tính kỹ lưỡng. Đấy, câu 3. Câu 3 là gì? Câu 3 là cái việc chúng ta nghĩ rằng trồng cây là tốt. Cái này đúng đúng không? Bởi vì sao? Cái vế 2 nó có ở đâu? Câu đầu tiên. Ở câu đầu tiên, đúng rồi. Đây. Chúng ta suy nghĩ một cách vô điều kiện nhá. Và chúng ta làm sao? Đấy, kết hợp lại sẽ là tam bằng là chính xác. Vậy câu 4 thì sao? Câu 4 là câu có thể là sẽ khiến nhiều bạn vân vân. Câu 4 này là cái việc xem lại cái vai trò của rừng ở những khu vực khô cằn, và trồng thật nhiều cây. Nào, câu này thì sao nhỉ? Thay điểm nào? Nó không nói đến việc Không còn gì đây. Minawashi. Đúng rồi, không nói đến việc Minaoshi đúng không? Cái định nghĩa của cái gọi là Shokurishiwa chỉ đơn giản là gì đấy, quá chú trọng vai trò của rừng đúng không? Thực ra là quá chú trọng vai trò của rừng nó có thể hiểu một cách khác là chính là gì đấy, chính là cho rằng trồng cây là tốt đúng nhỉ, mà chúng ta quên mất đi cái vòng tuần hoàn của thiên nhiên nhá. Đấy, nên là ba chính xác.
4 không phải nhỉ. Đúng nhất ở đây là Samba. Tiếp theo này. Bài 3, bài 3 là bài tìm thông tin. Câu hỏi chữ phần gạch chân, câu này tương tự chúng ta sẽ hoàn toàn làm nhanh được các bạn nhá. Phần gạch chân đây. Nhưng câu này là câu cũng khá là dễ sai, các bạn thử xem này. Go kyo ryoku to aru ga dare ga nani ni kyo ryoku suru no ka, có viết là hợp tác hiệp lực ấy, vậy thì ai hợp tác với cái gì, đúng không? Thì mọi người sẽ nhìn kỹ cho xem cái câu này nào. Câu này nó viết như này nhá. Go kyo ryoku no yobikake o onegai itashimasu, đúng nhỉ? Khi người ta viết như thế này và khi người ta viết như này sẽ khác nhau đấy các bạn ạ. Đây chẳng hạn như nếu người ta chỉ viết như này này. Đấy. Itashimasu nó sẽ khác nhau. Nếu như người ta viết là go kyoryoku o onegai itashimasu, đúng không? Là chúng tôi rất là mong hợp tác, đúng nhỉ? Nếu viết như này thì người hợp tác là ai các bạn? Là người Nếu mà viết như này ấy thì người hợp tác là ai? mình Là người nhận, đúng không? Đúng rồi, là người nhận cái thông báo này. Nhưng cái này có phải là mỗi là go kyoryoku không? Không phải. Go kyoryoku no yobikake. Yobikake là gì? kêu gọi Kêu gọi. Đúng rồi, kêu gọi. Vậy thì gì nhỉ? Rất là mong, đúng không? Hãy kêu gọi hợp tác. Vậy thì có phải là người hợp tác là người nhận cái này không? không. Các bạn hiểu ý thì hỏi không đây? Rất là mong hợp tác thì người nhận sẽ là hợp tác. Còn rất là mong kêu gọi hợp tác thì người hợp tác phải là đối tượng khác, đúng không? Không thể là người nhận được. Đấy, nếu mà hiểu được định nghĩa này thì loại trừ được mấy luôn, biết không? Loại trừ được mấy? Loại trừ được một và hai, đúng không? Bởi vì một và hai là ai, là người làm. Bên in Nào, Hanbai in, Hanbai. hanbai tem, đúng nhỉ? Các gì nhỉ? Các cửa hàng bán sản phẩm làm. Các cửa hàng bán sản phẩm chính là gì đây? Chính là cái người nhận cái onegai này, đúng nhỉ? Đấy, được chưa? Cho nên là chúng ta sẽ loại trừ được luôn một với hai nhá. Ở đây cái người cần làm là ai nhỉ? Là khách hàng. Các bạn có thể hiểu qua cái câu gọi là go kyoryoku no yobi yobikake, hoặc mọi người có thể nhìn này các bạn này. Đây nó có đây. Đây, kêu gọi ai sẽ là có cái trợ từ e hoặc ni phía trước, đúng không? Kêu gọi những cái gì nhỉ? Những cái khách hàng mà mua cái sản phẩm nha. Vậy thì chúng ta thấy đây. Okaiage chính là kata hito. Okekusama chính là hito này, đã mua cái sản phẩm này. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ thấy là loại trừ được một với hai, không phải là cái người nhận cái thông báo này sẽ làm, mà phải là người mua cơ, là họ sẽ là người hợp tác hiệp lực. Vậy vấn đề ở đây ấy là họ sẽ hợp tác trong việc giới thiệu cho người khác hay là hợp tác trong việc trả lời cái bản khảo sát, đúng không? Thì cái này chúng ta không thể nào mà chọn được ngay ở đây được. Ngay câu này thì chúng ta chưa chọn được. Đấy. Chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ đọc thêm một chút ở câu phía trước nó có gì đấy. Nó có gì nhỉ? Đây. Đúng chưa? Các bạn nhìn nhá. Nó viết là Okekusama no gokansou ya gokibou ukagaitaku ankeito jissi surukoto ni itashimashita. Đó là chúng tôi đã thực hiện khảo sát, đúng nhỉ? Là muốn hỏi cái nguyện vọng cũng như là cái cảm tưởng của khách hàng. Đấy, vậy thì phải liên quan đến ankeito, đúng không? Vậy chúng ta sẽ loại trừ được mấy? 3. Không phải, đúng nhỉ? Đúng, đây phải là số 4 nhá. Hoặc mọi người có thể nhìn luôn ở cái câu này cũng được. Các bạn thấy này, có ankeito yoshinohaifu, nó sẽ phải liên quan một chút đến cái này. Đấy, có từ oyobi là và mà, thì nó sẽ là liên quan đến ankeito. Vậy chọn được luôn là 4 là chính xác, có từ ankeito. Còn lại 1, 2, 3 là không phải. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem nội dung nó là gì nhá. Ngày 28 tháng 6 năm 2010 này, đây là cái đề thi GRPT đầu tiên theo trình độ mới, tức là ngày xưa ấy, GPT cũng có 4 cấp từ XQ cho đến YongQ. Nhưng mà YongQ sang Q là N4. Đấy, mà NiQ là N2, nó cách nhau khủng khiếp quá. Thế là người ta mới sinh ra cái kỳ thi gọi là Shin Yongo Norik試験, kỳ thi GPT ngày nay ấy, có 5 cấp đấy, có sinh ra thêm cấp mới N3.
Đấy, các bạn thấy là học xong N3 có khi là cũng chắc kiến thức rồi mà nhiều khi nhảy lên N2 còn đang vật vã đúng không? Ngày xưa là phải từ N4 nhảy lên N2 đấy. Người ta sinh ra Đúng thêm rồi. N ấy. Ừ, cái câu này ấy, tại vì lúc nãy thầy có giải thích cho em cái chỗ mà cô Kyrio cửa Onegai Shimasu với lại cô Kyrio cửa nộ cho mình cái ta Ừ, kia sao? ô Onegai Shimasu thì có phải Ừ. là cái bài này ấy. Lúc nãy em hơi rối một chút ấy. Thì cái bài này là nó có ba nhân vật đúng không, một là công ty, hai là nhân viên là công ty, ba là khách hàng đúng Đúng rồi. không? Vâng, thì cái chỗ mà cô Kyrio cửa Onegai Shimasu thì là có nghĩa là cái công ty nói với lại nhân viên, còn vô kêu yêu cử Ozobikake Onegai Shimasu có nghĩa là công ty nhờ nhân viên nói với khách hàng là làm cái đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ ok ạ. Em hơi Xem rối rồi nhá. đấy. Dạ. Gửi gì nhỉ? Gửi hanbai tên kakui. Đó là gì đây? Gửi các cái cửa hàng bán sản phẩm này. Cụ thể là cái nhân vật này đúng nhỉ? Công ty dược phẩm Tây Đông Đông Tây gì đấy này. Cái lời đề nghị về việc thực hiện khảo sát nhé. Kính gửi cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều trong khoảng thời gian qua. Mùa xuân vừa rồi ấy, thì cái sản phẩm mà gì đây nhỉ? Cái sản phẩm mà đã bắt đầu triển khai bán tên là Energy Zest, chắc là một cái loại thuốc thực phẩm chức năng gì đó đúng nhỉ? Okage-sama đấy là ơn trời mà nó gì đấy, nó đã tăng trưởng doanh thu một cách rất là đều đặn, rất là tốt. Và tháng sau nhân dịp gì đây, nhân dịp mà đón một năm đúng chưa, issue name, mọi người lưu ý là kỷ niệm mấy năm ấy, người ta không để mỗi là số cộng với chữ chữ niên đâu, có chữ chu ở giữa nhá. Đấy, bao nhiêu năm thì sẽ là có thêm chữ chu ở giữa. Tháng sau thì nhân dịp kỷ niệm một năm ngày bán ra sản phẩm thì chúng tôi đã quyết định là sẽ thực hiện một cái bản khảo sát là muốn hỏi nguyện vọng cũng như là cảm tưởng của quý khách hàng về giá cũng như là hiệu quả sử dụng sản phẩm. Đấy, cụ thể đúng không? Cụ thể thì chúng tôi rất là mong, đúng nhỉ, chúng tôi rất là mong hãy kêu gọi sự hợp tác đúng không, hãy kêu gọi sự hợp tác và phát cái bản khảo sát tới các khách hàng đã mua sản phẩm nhá. Như vậy đúng đây phải là Yomba thì ta. Câu số 56 này, câu 56 lại là một câu mà làm được siêu nhanh. Rồi nãy CC đang nói dở ấy, bạn nào bạn hỏi CC tự nhiên quên mất CC đang nói cái gì luôn rồi. Câu năm cái đề đầu tiên, cho nên là chắc là mọi người có thấy nó dễ hơn những đề gần đây không, Không, hay cũng thấy thế. Vậy thì chắc mọi người tiến em bộ thấy ấy, vẫn khó. bởi vì CC thấy là điểm lần này là những ai mà đã làm xong rồi thì gần như là đều qua hết, điểm cũng khá là cao. Câu Em 56 này, công bố điểm. câu 56 nhá. Sai xe số chỉ gọi Kanzen ni kino suruto Kokusai Uchu Station de tsukawareru mizu wa do naruto nobiteru ka. Cái câu này ấy, tìm được đúng chỗ là loại được luôn. Đấy. Từ khóa là gì các bạn biết không? Từ khóa của câu này này. Ừ, từ khóa câu này là gì? Không biết từ khóa thì còn lâu, muốn làm nhanh được nhá. Từ khóa đây. Cái thiết bị tái sinh đúng nhỉ? Cái thiết bị sản xuất, thiết bị tái chế. Một khi mà nó thì đây, nó cái chức năng của nó hoàn chỉnh đấy, thì cái nước mà được sử dụng ở trên trạm mà vũ trụ ấy quốc tế ấy, thì sẽ như thế nào, thì các bạn sẽ lên đoạn văn, các bạn thấy chưa, thấy chỗ đấy có cái câu đấy chưa, có rồi đúng không, cái điều kiện này, câu điều kiện này Izure sochi ga kanzen ni kino sureba này, nếu mà cái thiết bị nó phát huy chức năng một cách hoàn toàn thì kết quả đằng sau đây mọi người nhìn nha, kết quả đằng sau là gì đây, kết quả là chi kyu kara arata ni mizu o hakobu koto mo fuyou ni naru. Cái việc gì đây, cái việc vận chuyển nước mới từ trái đất lên là điều không cần thiết đúng không, rồi chúng ta thấy là không cần chuyển nước từ trái đất lên đúng chưa, vậy thì loại trừ được mấy biết không, Số 4. loại trừ được 4 này, loại trừ được mấy nữa, 3. 3 này đúng không, loại trừ được mấy nữa biết không, 1. đúng rồi, à không, chưa loại trừ được 1,
Có biết tại sao Trơn lại chỉ được một không? Bởi vì là nó bảo sao? Tạo ra nước mới, vận chuyển nước mới mà, đúng nhỉ? Đấy. Ở thực ra thì câu 1 nó nói gì nhỉ? Nó bảo là Jikenya tanto tsukuru toki ni wa chikyu kara hakobareta mizu ga shiyou sareru. Khi mà làm thí nghiệm cũng như là tạo ra sanso, mọi người biết sanso nó là gì không? Oxy. Đúng rồi, khí oxy, thì sẽ sử dụng cái nước được vận chuyển từ từ trái đất lên. Có phải không? Ừ. Có bạn nào sai câu số 5, 6 này không? Ủa, sao im lặng đấy? Ý là trong bài là sử dụng nước mà được giống như tái tái chế là chứ không phải là Ừ, gì, đúng rồi. nó cũng là Nó là sử tái dụng các chế, đúng oxy. chưa? Cho nên là gì đây? Cho nên là cái câu này là câu cũng không chính xác. Ra phải đọc thêm một cái câu đằng trước nữa, chúng ta mới biết được thêm thông tin nhá. Đấy. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là 2, đúng nhỉ? Bây giờ này, đọc lại kỹ. Chẳng hạn như đọc thêm cái câu phía trước xem người ta nói gì nhá. Người ta bảo này. Tai se sareta mizu wa indio suya diken no hoka tan so tsukuri dasu no ni mo kawareru. Cái nước mà được tái chế đấy thì ngoài làm thí nghiệm, đúng không? Cái nước mà được tái chế thì ngoài làm thí nghiệm và uống, đúng nhỉ? Và làm nước uống thì còn được sử dụng để tạo ra khí oxy nữa. Vậy là cái nước này là có phải là cái nước được vận chuyển lên từ trái đất không? Không phải đúng không? Mà nước gì? Nước say xe, đúng nhỉ? Rồi, nước tái chế. Nên là đúng nhất phải là 2 nhá. Shiyogo no mizu wa recycle sare tai se sochi kara subete kyokyu sareru. Đó là cái nước mà sau khi sử dụng ấy sẽ được tái chế và gì đấy, Được tất cung cấp cả lên được được. cung cấp từ thiết bị tái chế, đúng chưa? Đúng rồi đấy, người ta nói vậy mà. Cái nước tái chế này này sẽ được, một khi mà cái này nó phát huy cái chức năng hoàn toàn ấy, thì sẽ không cần phải vận chuyển thêm nước nữa mà lấy cái nước tái chế phục vụ cho mọi cái hoạt động nhá. Đúng nhất phải là số 2. Ở cái trạm vũ trụ quốc tế ấy, nó là một cái sinh thiết sự là gì các bạn? Thiết bị Sinh thiết sự nó là cơ sở, không phải thiết bị. Thiết sự mới là thiết bị, sinh thiết sự là cơ sở hạ tầng. Nó là một cái cơ sở thí nghiệm, đúng nhở? Có người lái này, khổng lồ đúng không? Quay quanh trái đất cách khoảng 400 km, và ở trụ này đấy thì cái nước mà được vận chuyển từ trái đất lên ấy, nó biến thành một cái thứ cực kỳ cô cả là gì đấy, đắt giá. cực kỳ đắt giá, đúng rồi. Đến mức mà sao, đến mức mà một cốc nước đúng không sẽ tương đương bao nhiêu, sẽ xấp xỉ bao nhiêu, 30 40 man. 30 40 man, đúng nhỉ? Đấy, 30 40 man, khủng khiếp chưa? Thế nhưng mà sao, thế nhưng mà vào năm 2008 ấy thì cái thiết bị tái chế nước sử dụng ở trên trạm đã được người ta thể chi, đã được người ta lắp đặt, đúng nhỉ? Cái nước mà được tái chế ra ngoài dùng làm nước uống, ngoài dùng làm thí nghiệm, còn được dùng để tạo ra khí oxy. Và một ngày nào đó khi cái thiết bị này nó phát huy cái chức năng một cách hoàn toàn thì không cần phải vận chuyển nước từ trái đất lên nữa. Mọi người lưu ý cho cái từ kino này nhá. Từ kino nếu mà dùng như danh từ ấy thì nó mang nghĩa là gì các bạn biết không? Nếu mà dùng như danh từ nó mang nghĩa là tính năng hoặc là chức năng, đúng không? Còn nếu mà dùng như động từ kino sử dụng nó có nghĩa là phát huy vai trò đấy, hoặc là thực hiện cái chức năng đó. Tiếp theo bài cuối cùng. Bài cuối cùng là bài mà TNT vừa mới đăng lên nhóm, à, đăng lên page, nhưng mà TNT đổi đề một chút. Chúng ta cùng xem này. Homeru kyoiku ni okeru homeru koi to wa dono yona mono ka. Cái câu hỏi này là câu hỏi về định nghĩa, đúng nhỉ? Cái hành vi khen ngợi ở trong cái
gọi là hôn mê tự kiểu ở trong cái gọi là giáo dục bằng lời khen ấy thì nó là thứ như thế nào đấy, thì chúng ta thấy cái chữ cái gọi là giáo dục bằng lời khen bắt đầu từ đoạn thứ hai đây, đoạn thứ hai đây, gần như là chúng ta không cần thiết phải đọc đoạn đầu tiên mà chúng ta vẫn có thể chọn được nhá. Và thực ra nếu mà muốn làm nhanh nhất ấy, các bạn thấy có từ sumari A, sumari B, vậy thì cái đằng sau sumari là cái tóm tắt lại toàn bộ nội dung của nó đúng không, thì chúng ta sẽ xem cái câu này nào. Sumari こちらが望んでいるような方向へ向かわせることが狙い。Đây.狙いは gì các bạn? Hướng tới, nhắm tới đúng không? Đúng rồi, hướng tới nhắm tới mục đích, đúng không? Cái việc mà gì đây? Cái việc mà làm cho hướng tới, vậy làm cho đây làm cho ai? Thầy sai khiến thì đây phải làm cho ai đúng không? Làm cho ai ở trong đấy, trong bài này? Đối IT phương, đúng rồi, ai te ở cái việc làm cho đối phương hướng tới đúng không, cái gì nhở, cái phương hướng mà Cochira đây là ai, chúng ta. bản thân đúng không, đấy Cochira là mình đấy. Rồi vậy thì cái nhắm tới, cái đích nhắm, cái mục đích là việc làm cho đối phương hướng tới cái phương hướng mà bản thân mình đang nhắm tới. Đọc đến đây nhiều bạn sẽ nghĩ và chọn mấy, mọi người biết không, thấy mấy giống? Hai. Thấy hai giống đúng không? Nhưng biết là tại sao hai sai không? Hai sai ở cái chủ ngữ. Câu hai nó nói là gì đây? Ai tê Ai gì? tê ở ai tê gì xin gỡ sự sư mực hô cô ấy mực cần dồ đi sự cô ý. Nếu mà theo định nghĩa của câu hai nhá là gì nhỉ? Là một hành vi đúng không? Cố gắng hướng tới cái phương hướng mà gì? Mà đối Bản thân phương, đối phương. mà bản thân đối phương mong muốn ở. Sai đúng chưa? Nếu mà viết như thế này thì người hướng tới là ai, là bản thân đúng không, còn người nô dô mự là ai, là đối phương đúng rồi, đang bị ngược mất rồi, trong khi là ở trên đây là ai, mình là người dẫn dắt hướng đối phương tới hướng mà mình mong muốn nhá. Câu hai là câu sai đấy, vậy hai sai thì còn mấy đúng. Đọc mỗi câu này chưa chọn được ngay đâu, để cho các bạn biết rằng là không phải lúc nào ngon ăn như vậy. Người ta mà thiết kế cái đề như này thì các bạn làm 10 phút xong cả đề à. Đoạn trước người ta sẽ có nói một chút này, người ta bảo là gì đây, người ta bảo nhá, hôm nay nó mục đích là hôm nay cô tổ tổ ai tên ni e kiểu a tay cô tổ đề, người ta bảo mục đích vốn dĩ của nó ấy là gì, đó là thông qua cái việc khen ngợi đấy, chúng ta sẽ tạo ra ảnh hưởng tới đối phương. À, ảnh hưởng cụ thể là gì, người ta liệt kê ở phía sau này, đó là những cái như sau. Thứ nhất đó là chúng ta tạo ảnh hưởng lên hành động và tâm trí của đối phương. Cái thứ hai là sao, cái thứ hai là chúng ta lấy ra được cái yaruki đúng không, lấy ra được cái động lực của đối phương. Cái thứ ba là chúng ta cho đối phương có được sự tự tin và khiến cho đối phương nổ bi đức, khiến cho đối phương phát triển đấy, trưởng thành lớn lên. Từ nổ bi đức đây giống từ central nhá, đấy đúng chưa. Vậy thì các bạn xem này, mấy là giống cái đấy nhất nhỉ, mấy là giống gì đấy, một đúng không? Ừ. Một là gì đấy, một nó định nghĩa là hành vi mang mục đích là gì nhỉ, ai teo no ba shitai, là hành vi mang mục đích là muốn gì đấy, Đối phương trưởng thành. đúng rồi, một đối phương trưởng thành đúng nhỉ. No ba sự đây giống là từ te chỗ ta xe đự đấy, đúng nhất phải là ichiban, giống các bạn thấy là người ta dùng no bi đự là diễn tả đối phương. Ai te go no bi đự tức là ai te go te chỗ sự đự, còn đây là ai teo no ba sự tha động từ nhá, chính là ai teo te chỗ xa xe đự, như vậy đúng là một. Thế hạng 3, 4 tại sao sai biết không? Ồ, số năm 3 sai là điểm nào đấy? Đúng rồi, sonomama này. 4 sai điểm nào biết không? Là hành vi mà cố gắng để cho đối phương thể hiện cảm xúc tự nhiên của họ. Cái này có phải là cái hành vi khen ở trong cái giáo dục bằng gì nhỉ? Bằng bằng khen ngợi không? Không phải. Cái này là gì mọi người biết không? không có gì trên Nakimochi.
Chúng ta cùng một xem nhá. Cái đấy là gì? Kometsu to yu koi wa hondai kizen na kimochi no arawane desu. Đúng nhỉ? Có nghĩa là cái hành vi khen ngợi ấy vốn dĩ nó là một cái biểu hiện của cái cảm xúc tự nhiên. Đấy. Thì đây là gì mọi người? khiến cho đối phương biểu hiện. Cái gọi là gì nhỉ? Khiến cho đối phương biểu hiện cảm xúc tự nhiên này là tai, đúng chưa? Không phải nha. Tương tự câu 3 không đúng. Rồi chúng ta xem này. Cái hành vi khen ngợi ấy vốn dĩ nó là một cái biểu hiện của cái cảm xúc tự nhiên. Nhưng mà trong cái hành vi khen ngợi của cái gọi là giáo dục dạy dỗ bằng hình thức khen ngợi thì nó lại khác ở cái điểm này. Điểm này là điểm nào? Điểm này là điểm nào? Biết đâu người ta hỏi lại cố nô tên thì sao? Đúng rồi, điểm này là điểm mà cảm xúc tự nhiên, đúng nhở? Đấy. Nó không phải là cảm xúc tự nhiên nữa, người ta viết ở sau này các bạn này. Tizen na kimochi no araware nado dewa naku. Nó không phải là một sự biểu hiện của cảm xúc tự nhiên nữa, mà hoka no nerai wo motta kiwamete itoteki na koi desu. Nó là một cái hành vi cực kỳ mang tính ý đồ, nó là một hành vi cực kỳ có ý đồ, mang một cái mục đích khác. Đấy, có nghĩa là bình thường hành vi khen ngợi là một hành vi thể hiện cảm xúc tự nhiên của chúng ta, có thể chúng ta ngưỡng mộ hay là gì gì đó chúng ta sẽ khen ngợi người ta, nhưng mà đã trong cái gọi là giáo dục bằng lời khen ấy thì cái việc khen ngợi nó không còn mang cái vốn dĩ là cái sự gọi là cảm xúc tự nhiên đấy nữa, mà mang tính ý đồ nhá. Trong trường hợp giáo dục đào tạo bằng hình thức khen ngợi ấy thì sao? Thì này, thì bản thân cái việc mà chúng ta khen ai đó ấy, nó không phải là mục đích, nó không phải là mục đích vốn dĩ, nó không phải là mục đích chính, mà mục đích của nó ấy, đó là thông qua việc khen chúng ta tạo ra cái sức ảnh hưởng từ đối phương đấy. Đó là gì đây? Đó là cho họ cái sự ảnh hưởng lên hành động hay là tâm trí này, hay là khiến họ có được yadaki này, đúng không? Hay là có cho họ tự tin khiến họ trưởng thành, tức là mục đích của nó là khiến cho đối phương hướng tới cái hướng mà mình mong muốn nhá. Đúng nhất phải là số 1. Nhưng mà sensei khen mọi người là sensei khen bằng shinzenna kimochi đấy nhá các bạn nhá, trừ sensei ra.